Em chọn đi, em thích cái nào? Một là anh móc súng ra anh bắn lên mặt em, còn hai thì anh bắn vô miệng luôn. Thôi đi anh, tao muốn chết, tao bị cắn nhưng mà còn nhớt nhớt nữa. Vì sao bắn mặt vô miệng hết, tao không chịu đâu. Sao em biết tao, sao em biết nhớt nhớt, chưa bắn sao em biết? Em cảm nhận được, thôi là bắn không bắn tay em đi. Chứ đừng bắn tí mình phải bắt Quỳnh mở miệng ra để mình móc súng mình bắn vô, còn không mình bắn vô mặt luôn. Nói chung là video này là muốn thử cái độ đen tối của Quỳnh tới đâu á. Nói chung là cái súng này hả, muốn bắn tới cỡ nào thì bắn tới cỡ đó, bắn khi nào mà hết cái ống nước màu vàng này thì thôi. Đó, ở đây nguyên một ống dẫn này ra đúng không, đổ nước vô, đổ đầy cái bình màu vàng này nè, rồi dẫn lại bắn thoải mái, bắn không sợ hết luôn, bắn lên mặt là bắn vô miệng, là muốn bắn đâu bắn lên người gì đó, bắn khi nào mà hết cái ống màu vàng này thì hết bắn được. Nói chung là đây là cái súng nước mà mọi người. Nói chung là video này là thử muốn thử cái độ đen tối của Quỳnh coi tới đâu. Quỳnh thì hồi xưa giờ rất là đen tối, nhiều khi mình kêu bà hả những ra mình móc súng mình bắn vô, bà tưởng là cái súng gì nữa chết luôn, tưởng là súng thật nữa rồi xong luôn. Thì mọi người muốn biết cái phản ứng của Quỳnh như thế nào nhớ xem hết video này nha mọi người, coi phản ứng mà ra sao. Mà trước khi vào video á thì mọi người cho thằng xin 1-2 phút tới chương trình quảng cáo mọi người ạ. Nói chung là công việc của mình nên mình mọi người thông cảm cho mình. Thì mọi người thấy không, sao đây rất là nhiều nước hoa. Mình hả thuận là có đầu tư một số vốn mở cái shop nước hoa chính hãng này, thì tất cả nước hoa đều là được nhập từ Mỹ hết nha mọi người ơi, dầu Mỹ nha, chứ không phải mình không có nhập tàu lao, không có nguồn gốc nha. Nói chung là hôm nay thuận sẽ cho mọi người xem hóa đơn luôn cho nó uy tín nha mọi người. Thì đây là một cái hóa đơn, nó là như thế này nè mọi người thấy không, nó có số tiền luôn, số tiền đô luôn nè mọi người thấy không. Ai biết tiếng Anh sẽ đọc sẽ hiểu thôi. Nói chung là hóa đơn nó toàn là tiếng Anh không thôi. Nè đây, hóa đơn thì nhập bên Mỹ thì nó toàn là tiếng Anh không, rất là nhiều. Nói chung là một đống luôn, một đống hóa đơn của mình, mình nhập tất cả đều là bên Mỹ hết, nên nó hóa đơn nó đầy gãy luôn, rất là nhiều luôn mọi người, nhiều lắm. Là một sắp hóa đơn của mình nè, ai mà cần thì mình gửi hóa đơn cho xem luôn. Nói chung là bên mình là bán nước hoa chính hãng, nước hoa thiệt chứ không phải bán hàng nhái nha, nên ai mà cần hóa đơn gì thì gửi cho xem luôn. Thì mọi người mà có muốn mua nước hoa, xài nước hoa để lâu lâu mình đi tiệc đi đám đi chơi rồi mình thơm với bạn bè, đứng cách 3 mét vẫn có nghe thấy mùi thơm nha mọi người, thì cứ liên hệ bên Thận. Có rất là nhiều loại hot hết trên thị trường, có nhiều chai tới 8 triệu cũng có, 8 triệu mấy cũng có, như chai này nè, chai nước hoa này gọi là Mai Son 540. Cái chai nước hoa mọi người thấy nó sang trọng không, ở trên nước hoa nó có chữ ký, nguyên một chai nước hoa nhìn cực kỳ sang luôn mọi người. Mọi người thấy cái chai nước hoa không? Chai này là cũng cỡ 8 triệu, chai này thở nghệ sĩ xài đồ nhiều lắm nha mọi người. Cái chai này là cái mùi hương của nó bám tới 15-16 tiếng đồng hồ, mỗi người xịt lên tay giống như là nó giống như là dầu vậy á, nó cứ mẫn ngay giống như dầu vậy, nhưng mà nó bám cực kỳ lâu luôn. Cái mùi hương thơm nó ngọt và có miếng cay cay, gọi là cuốn hút cực kỳ. Nói chung là mùi hương này nam nữ gì xài cũng được đó. Bên Thận cũng có luôn mọi người, có rất là nhiều loại. Thì có loại như là vờ sáp này, chai này chỉ có 2 triệu mấy thôi, nhưng mà không, chai vờ sáp nó đựng trong một cái hộp rất là sang trọng, là mọi người biết ở bên trong nó như thế nào đó. Đây, bên trong cái chai nó cũng cực kỳ đẹp luôn, chai nó tròn màu, chai này chỉ có 2 triệu mấy thôi. Thêm một chai trong cái hộp nữa là chai hả nè, chai này thì nó có để là bên trong chai đôi guốc nè, hai cái chân dơ lên thấy đẹp không, là bên trong của nó nha, còn ngoài hộp nè rất là đẹp. Thì bên đây là có thêm một chai hơ mẹt nữa mọi người, chai này hơ mẹt cái mùi thanh tao cực kỳ thoải mái dễ chịu luôn. Đây là chai hơ mẹt.
thì nói chung là shop mình có rất là nhiều loại hot hết. Mọi người mà muốn tư vấn thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0909134921. Nói chung là mọi người có thể mua chai chiếc nữa mọi người ạ. Giống như chai này, mấy chai này 2-3 triệu không thì mọi người có thể mua chai chiếc từ chừng 300, 350, 400, 500. Mình xài, mình trải nghiệm trước. Nói chung là mình làm công nhân đâu mà mình muốn xài dầu nước hoa Mỹ hoặc là nước hoa chính hãng để mình trải nghiệm. Lâu lâu mình đi đám, đi tiệc đồ mình xịt lên một cái là thơm, nói chung là thơm hết bàn luôn. Nói chung là mình là công nhân đâu mình vẫn xài được. Mình có thể chọn phương án là mình mua cái hàng chiếc. Hàng chiếc là hàng mình chiết từ cái trong chai chính hãng này ra chai nhỏ hơn cho mọi người, chứ không phải là hàng tàu lao nha mọi người. Thì mọi người muốn trải nghiệm, muốn ủng hộ Thuận thì liên hệ qua số thoại 0909134921 nha. Còn bây giờ thì mình xuống dưới mình bắn súng vô miệng mình thôi. Let's go. A few moments later. Sao xuống đây nằm với em? Trời chả nóng quá hả? Châu luôn rồi. Châu chắc đồ rồi. Đầu không có gì vậy? Lúc lúc thôi. Em mà hỏi em cái này, em thấy cái súng của anh nhiều nước không? Coi thử coi, coi giùm anh có nhiều nước không vậy? Anh im đi, cũng có gì vậy? Kiểm tra giùm anh đi trời. Dạ, cứ kiểm tra. Kiểm tra giùm coi. Anh thấy chắc có nhiều nước lắm á. Coi đi nha. Em còn lại thì cái súng của anh mà anh bị đặt cái lên nhiều nước cho nhiều nước. Nhưng mà nó bự quá anh ơi. Thôi đi anh ơi. Nó bự thiệt. Phép. Làm như ai không biết cái gì bị đặt bự. Bự thiệt mà. Bự tới nào? Bự cái này nè. Nó còn dài nha, dài khúc gì nữa. Bự hơn cái cà tím nữa. Đừng có ảo tưởng. Thiệt. Em không tin, em gờ thử coi. Thôi đi lại lại nhiều lần. Nhắm mắt thôi là cũng có thể là đóng được nó nữa. Gờ nữa đấy trời. Xàm quá hả? Em gờ nữa em coi giùm anh coi. Gờ đây ra. Anh móc ra cho em coi thử có nó nhiều nước nó có không vậy. Thôi đi nè. Ngán nhắm rồi. Thì để anh móc ra cho em coi thử coi cái súng của anh nó nhiều nước không. Em là còn lạ lắm gì mà bị đặt. Không mà, bữa nay là thấy cái súng này là nhiều nước nha. Nhiều nước mà nó bự nha. Em coi thử cái nè. Thôi đi coi đâu đây. Có sao đâu, coi đâu cũng được. Coi đâu cũng được mà em. Coi đi đây thôi, coi đi em ơi. Tối đi, có gì lên phòng chứ nó đâu là giữa nhà vậy. Có sao đâu. Thôi kiện chết rồi, nó mắc cỡ nữa. Mắc cỡ gì đó. Nó đột ngột đi xuống một cái ra là chui xuống nắp trốn luôn đi nha. Đào lỗ chôn có gì đâu trời. Em, anh hỏi em về cái này nha. Hỏi gì hả? Em thích anh bắn vô miệng hay thích anh bắn vô mặt? What the hell? Tôi súng của anh, súng của anh bắn vô miệng em nè. Này sao người ta nói gì vậy? Máu đầu anh á. Ôi đi. Ghê quá à. Nói cái ớn là anh nổi da gà luôn nè. Lệnh gì ớn là anh nổi da gà trời. Sao mớ. Nội nghĩ tới cảnh đó thôi nè hả trời ơi. Ảp chờ quá xe ảp chờ. Cái gì mà vô. Thôi anh để anh lấy cái súng anh bắn. Bắn vô miệng em đi à, bắn lên mặt. Em chọn cái nào? Tôi nói thật nha. Nghĩ sao vậy? Tanh hôi muốn chết. Thôi đi. Không. Sao em biết chưa tanh hôi? Chưa có bắn mà sao em biết tanh hôi? Tôi cảm nhận được. Ớn ớn, nhợn nhợn như là trứng gà sống vậy cứ. Có gì đâu trời. Sao anh biết không có gì đâu? Anh có phải là người bị bắn không anh biết? Ngồi đi. Bẩn quá. Nhưng mà anh cho em chọn. Còn không là anh bắt anh bắn luôn đáng chịu. Giờ một là anh
móc súng ra anh bắn lên mặt em, còn hai lên bắn vô miệng, em chọn phương án nào? Bắt buộc hả? Ừ. Tôi nói không thì sao? Không thì anh móc ra anh bắn luôn. Anh biến nha, đừng nói sàm sàm à. Vậy em không chọn anh móc ra anh bắn luôn. Từ từ, thiệt tình quá. Bắn chứ, nghĩ sao bắn mặt trong miệng tôi trời. Vậy em chọn đi một. Có lên bụng hả? Ừ. Rồi đi lên bụng nó cũng đớn. Thì sao ớn? Có gì đâu ớn em. Bạn không ớn anh. Nhức nhợt như là mũi da đen. Á à, trời ơi. Anh xú hả? Ủa anh nhớ đâu anh nhớ. Bình thường mà. Tại vì bình thường được. Anh của anh sao biết? Anh bắn lên người tôi xong sao cảm nhận được nóng? Anh mới bắn thử trên nhà tắm rồi. Cái gì? Anh tự xử cái cho nó luôn. Ừ, anh. Anh thật là ghê lớn luôn á. Làm gì ghê em? Thì anh phải bắn thử anh mới biết nó nhiều nước hay không chứ. Thì bắn nó coi nó bắn mạnh hay bắn yếu nữa. Ai vậy nó cũng bắn mạnh lắm em ơi, nó xịt một khúc luôn. Anh ghê quá hả? Đi. Bóp cò cái nó sực ra sực ra. Bóp cò cái nó sực ra sực ra. Trời ơi, đừng nói gì anh. Bóp vô sực ra chứ hả? Ừ, bóp vô sực ra trên nhà tắm á. Lâu nhiều vậy ông nội? Nhiều lắm, nhiều nước lắm. Một ống dài còn ngon luôn. Vậy sao không đi xuống bàn anh lên chẳng thử chứ? Xuống đây em thử cái gì cho anh bắn vô mặt, bắn vô miệng em. Chứ anh không bắn vô bụng đâu, bắn vô bụng không có vui được. Đúng là con trai của ta. Giờ em chọn đi em thích cái nào. Một là anh móc súng ra anh bắn lên mặt em, còn hai thì anh bắn vô miệng luôn. Thôi đi anh ơi. Tao muốn chết, tao bị cán nhưng mà còn nhớt nhớt nữa. Vì sao bắn mặt vô miệng quá, tôi không chịu đâu. Sao em biết tanh, sao em biết nhớ nhớ, chưa bắn sao em biết. Em cảm nhận được. Thôi là bắn lên ba tay đi, được không? Chứ đừng bắn cái mặt cái miệng nghe thôi. Nói em tanh ớn như vậy trời. Trời ơi, sao tanh ớn anh? Nè, anh móc súng mình ra, bắn luôn à. Không nha, tôi nói không á, anh đừng giỡn nè. Anh thôi mà bị bắn mà mình biết. Hay quá à. Ủa, cái súng nước bắn, lấy nước bột bắn đi, làm gì tanh mà nhớt em? Nè. Chó. Quê là quê là quê chung mình quê. Ủa. Quê là quê là quê chung mình. Cái súng nước nè, anh kêu anh móc súng ra anh bắn nè. Quê chung. Em muốn bắn lên miệng hay bắn lên mặt? Quê là quê. Bắn lên tay làm gì? Qua quê. Giật mặt. Giật mặt với tôi hả? Ôi là trời, nghĩ sao vậy? Chứ em nghĩ cái súng nào em, cái gì súng nước. Mua hồi nào vậy? Mua sớm mua nào? Đặt cái tay chơi súng nước được cái chứ, dụ mình nữa. Chứ không lẽ hồi nãy giờ em tưởng chơi súng thịt hả? Khùng. Cái bà anh nói nha. Ghê quá nha. Cái ghê á. Cái súng ghê trời. Súng nước mày làm gì tanh nói gì đó vậy? Hửi tôi có tanh không? Có gì đâu tanh trời, cái nước này mới miếng nước bọt lên mà làm gì tanh trời. Có nhớ gì đâu em. Ướt nhẹp mà kệ bắn mà. Khùng, khùng quá trời, quá trời. Vậy lâu nãy giờ tụi cái súng nào? Đang tối vừa lên đây cho. Đâu anh á? Đang tối vừa phải đấy nha. Khùng. Dạ anh hỏi em để anh chọn bắn vô mặt, tao bắn vô miệng. Để anh bắn nè. Dạ. Kỳ cục quá à. Dạ, cái kỳ dạ. Ai anh đang chơi em vậy? Anh chơi em vậy. Tự em suy nghĩ đen tối chứ cái súng. Anh chưa nói là cái súng gì mà trời. Em tưởng cái súng thật đúng không? Không. Không bắn nha. Em quá. Ấn vào tay. Anh ghê quá hả? Ừ. Đưa đây luôn. Đưa gì vậy? Đưa đây.
chúng ta cho vui về tới chơi rồi lạ. Ngồi đó quên trời nhớ đi. Gió ăn thôi chạy. Rồi Quỳnh thì đang tối quá, gõ gà là cái sống nước thì gõ gà ra nước bắn ra vậy mà dám có tăng gần lớn và su rồi đó, cái sống nước đỏ bắn bên tay trời. Ok mọi người ơi, hồi nãy giờ là nói chung là cái sống nước thôi nha mọi người, đây này là cái sống nước nha mọi người, đừng cũng đừng suy nghĩ, nói chung là hôm nãy mọi người cũng thấy rồi đó, thử nhét để sau lưng mà nhét sau lưng gì nào mọi người cũng thấy là cái sống nước rồi đúng không, chắc mọi người không suy nghĩ đen tối giống như Quỳnh đâu ha. chỉ có Quỳnh mới suy nghĩ đen tối vậy thôi nha mọi người, bởi vậy mọi người đừng suy nghĩ đen tối giống như Quỳnh nha. Mọi người xem video tròn của Thận phải tỉnh táo, nhiều khi Thận tròn luôn mọi người không chừng đó nha. Nói chung là chỉ là cái súng nước thôi nha mọi người, mình rồi bắn thôi, rồi bắn nước ra thôi, cây này nhiều nước, một đống nước luôn, đựng được nguyên một ống nước như thế này nè mọi người. Quê sợ chạy mất tiêu rồi. Ok, nói chung là màn cho anh nãy hả thành công mỹ mãn, làm cho đầu óc Quỳnh suy nghĩ đen tối nha mọi người. Mình làm cho đầu óc Quỳnh suy nghĩ đen tối là màn cho anh thành công nha. Bà tưởng cái súng gì trời. Ok, thì nếu mà mọi người thấy xem tới đây thấy video hay, như video hài hước mang lại tiếng cười cho mọi người á, xem video của giải trí á, thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thận với nhau mọi người, like video, chia sẻ video cho bạn bè cùng xem nhiều hơn giúp Thận nha. Ai mà có nhiều bạn bè rủ bạn bè vô đăng ký kênh giúp Thận nha, kênh Thận nói chung là lượt xem nó còn, lượt đăng ký nó còn khá là ít mọi người ạ, nên mình cũng hơi buồn một xíu mọi người, nói chung là phải nhiều người đăng ký, nhiều người xem lên mình mới có thu nhập từ YouTube nha, mới có lãnh lương đồ được mọi người, còn bây giờ làm lương nó hơi thấp 3-4 triệu một tháng à, chưa đủ trả tiền nhà này nữa, hơi buồn một xíu. Nếu mà mọi người xem nhiều, mọi người đăng ký nhiều, có thể ngày nào Thận cũng làm video cho mọi người xem hết, có tâm trạng lắm mọi người. Còn mình làm không có thấy lương gì hết, nhiều khi mình cũng hơi buồn, cũng hơi nản lắm mọi người à. Bởi vậy mọi người xem video nhớ đăng ký kênh giúp Thận. Và ai mà yêu thích mùi hương á, yêu thích mà muốn mà mình sành điệu mọi người, mình nói chung là mình công nhân thôi, nhưng mà mình có thể bỏ ra chừng 300-400 mình mua một chai nước hoa chiếc 10ml hàng của Mỹ về, như lâu lâu mình đi tiệc, đi đám tiệc với bạn bè hay là đi chơi gì với bạn bè á, xịt lên 3 xịt thôi, khác biệt hoàn toàn mọi người. Nói chung là mình xinh thôi vẫn chưa đủ, một người con gái đúng không, đẹp thôi vẫn chưa đủ, một chàng trai đẹp thôi vẫn chưa đủ, chưa hoàn hảo nha, phải còn thơm nữa, vừa đẹp vừa thơm nữa mới hoàn hảo mọi người. Giống như mọi người đẹp trai đẹp gái đi, đi ra đường chơi, người mình không thơm, mình hơi chua chua nữa thì chưa có hoàn hảo gì hết. Mà mình đẹp trai đẹp gái đi qua ra đường đúng không, mà mình còn thơm nồng nặc cái mùi hương thơm quyến rũ lên nữa, mỗi người đối diện đều thích mình luôn, đều hãy nhìn mình đó. Bởi vậy mọi người muốn trải nghiệm nước hoa thì nhớ liên hệ Zalo của Thận 0909 14921. Còn bây giờ thì bye bye, chào mọi người nha, chúc mọi người xem video vui vẻ nha mọi người.